cái xong cái anh hỏi rồi chiếc dép của tôi đâu, nó chết không sợ bị sợ mất dép hả? Lúc đó hết giá luôn. Casino đó vừa qua cửa khẩu Việt Nam tới cửa khẩu Campuchia là có casino ngay trước mặt luôn. Đấy. Đó, cái casino nè. Đây kia cũng cái casino nữa kìa. Bên đây cũng casino luôn. Một vụ từ A đến Z luôn, rồi tới khi đi về ra cái cầu có kia kìa. Đến lãnh thổ Campuchia rồi. Kính thưa quý Phật tử, hiện tại chùa Hoằng Pháp có tất cả là 46 tự viện trong cũng như ngoài nước. Ở trong đó có một ngôi chùa là chùa Hoằng Pháp tại Campuchia. Hôm nay thầy đi qua Campuchia thăm chi nhánh chùa Hoằng Pháp, vì hiện tại đó là ngôi chùa Hoằng Pháp ở bên Campuchia đang trong giai đoạn hoàn thành, cho nên cần phải có thầy qua để chỉ đạo các cái công việc cho được tốt sau khi hoàn thành. Vừa qua thì thầy đã về Tà Đùng, dự định sẽ tịnh dưỡng lâu dài, nhưng do Phật sự ở bên chùa Hoằng Pháp Campuchia, thầy phải tạm rời khỏi Tà Đùng qua bên chùa Hoằng Pháp Campuchia để chỉ đạo hoàn thành cái ngôi chánh điện. Thật ra thì thầy cũng muốn an tâm để tu tập tịnh dưỡng tại Tà Đùng. Thế nhưng cũng chưa yên được. Hôm nay thầy chuẩn bị đi qua Campuchia để lo công việc ở chùa Hoằng Pháp cho hoàn thành. A Di Đà Phật. Đại tử chậm mất 30 phút. Dạ. Năm năm rồi đại tử không xuống đây nên đại tử không biết cái đường này nó làm. Quay nè casino này đó. Dạ. Chữ Phật Khê Nhưng. Dạ. Đó. Casino dạ. Hiệu của đồng hồ. Dạ. Cho Như dạ. Vô đây đi. Để con quay. Bỏ vô trong đây đi. Con vô con làm. Cái này buổi tối chắc đẹp với sư phụ. Casino không? Túc túc. Xin chào anh. Chị.
như sư phụ thì chào là trầm điệp xuống lục ru và xin thôm bạn nhóm tới chúng phong bàn hôm từ đất của con từ thơ bôn bôn là mê bôn mê nó tạc màu và đang nhóm đang đã rồi sao tôi thành hả với đưa rồi sao chạy được đã bảo rồi. Ở đây là không có xin nữa. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta ghé thăm thầy Đức Ấn ở chùa Phước Thiên. Thầy Đức Ấn này thầy giỏi hơn cái kia rồi. Bữa nay đi vô chùa thấy nó vắng que, mọi lần thấy vô còn có người, bữa nay thấy không có ai đâu. Có lễ người ta không có. Đi hết rồi, bây giờ nãy giờ cũng đang ngồi tính ví dụ cái nóc. Với lại cái làm giờ nóng này nó chảy ra đây mỗi lần. Mưa cái nhà không thấy đài Quan Âm nhập tới đây luôn. Đó, mình tính thiết kế giờ nóng mà sợ nữa. Rồi thôi mình đi tiếp tục đi. Cảm ơn sư phụ nha. A Di Đà Phật đã từng xin chào. Dạ, thầy chào quý thầy nha. Thầy lâu quá không có gặp lại thầy. Lâu mấy năm rồi, năm 7 năm nữa thầy có thể gặp lại. Thầy nghe này mình hâm lại dài dài ha. Dạ. Chào. Con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Quên, cảm ơn Phật tử. Thầy nói không ngờ ông thầy cũng về đây, tôi mừng quá. Khi nói chuyện muốn cũng ra tiếng luôn. Phước Thiên để gì mà tuốt ở dưới rồi. Dạ. Ra hồi nãy đâu có thấy đâu. Dạ. Chưa quay cụm chùa luôn. Thầy không qua xưa. Dạ, tiếng mốt là nhất. Nhất thì nhất, đó. Số 1 không có 2. Vâng. Nhất nhất rồi. Tất cả đều nhất hết. Cái này nó mới đang đổ đá thêm á. Dạ. Nó bị lầy. Bị lầy chứ thấp. Cơ bản là xe nó chạy vào nó đổ đất. Mời sư phụ. Đó, biết đâu đoán chuẩn đâu. Đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hiện tại thầy đang đứng trước ngôi chùa Hoằng Pháp tại Campuchia. Đứng bên cạnh thầy là thầy Thích Tâm Trực, hiện đang trụ trì tại ngôi chùa Hoằng Pháp Campuchia này. Như quý vị cũng biết, cho đến thời điểm hiện nay, chùa Hoằng Pháp có tất cả là 46 cơ sở trực thuộc trong cũng như ngoài nước. Và chùa Hoằng Pháp Campuchia này
là một trong 46 cơ sở đó. Hôm trước thầy có nói về việc thầy về Tà Đùng, Đắk Nông để tình dưỡng. Tuy nhiên vừa qua thầy Thích Tâm Trực, trụ trì chùa Hồng Pháp Campuchia này, có thỉnh thầy qua bên đây để chỉ đạo việc hoàn thiện cái ngôi chánh điện. Do vậy thầy phải rời khỏi Tà Đùng để qua Campuchia đến chùa Hồng Pháp chỉ đạo các cái công việc hoàn thiện cái ngôi chánh điện cho được tốt đẹp. Thì thật ra thì thầy cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn yên tâm tịnh dưỡng tu học. Do cái Phật sự cho nên thầy phải tạm rời Tà Đùng để qua Campuchia chỉ đạo việc hoàn thiện cái ngôi chùa Hoằng Pháp. Thầy muốn yên nhưng mà hoàn cảnh cũng không cho yên, và người ta cũng không cho mình yên. Thì thôi thì cũng tùy duyên để mà làm Phật sự lợi ích cho Phật Pháp, cho mọi người. Thì bây giờ xin mời thầy Tâm Trực sẽ có vài lời đến với quý Phật tử A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Phụ, kính thưa quý Phật tử. Thì quý Phật tử đã biết năm 2013 con được sư phụ chỉ dạy đi sang bên đây để trông coi cũng như hướng dẫn quý Phật tử mở mang một đạo tràng bên chùa Hồng Pháp Campuchia này. Thì đây là cái tâm huyết của sư phụ. Trong những cái năm 2000-2001, sư phụ đi nhiều chuyến từ thiện tại đất nước Campuchia này. Thì sư phụ đã thấy những bà con thiếu thốn về Phật Pháp, không có nơi tu tập. Thành ra bao nhiêu năm chăn trở, thì sư phụ đã nhiều lần sang đây để tìm và mua đất. Thì cuối cùng cũng tìm được một cái mảnh đất hiện nay tại chỗ này, được mang tên là chùa Hoằng Pháp Campuchia. Thì với diện tích 12.000 m2 và năm 2017 thì được chính thức nhà nước Campuchia cho phép chùa Hoằng Pháp xây dựng một cái ngôi chùa mang cái văn hóa của người Việt Nam tại đất nước Campuchia này. Thì đây cũng là một cái niềm vui cho Phật tử nói chung cũng như chư tăng tại bổn tự. Thì được sự chỉ dạy của sư phụ thì chúng tôi đã sang đây từ năm 2013, và cho đến ngày hôm nay thì các công trình đang xây dựng và đang đi vào hoàn thiện. Vậy thì trong thời gian này thì sư phụ cũng có ý nhập thất ở tại Tà Đùng, thì chúng con cũng mạo muội thỉnh sư phụ sang đây chỉ dạy cho chúng con cũng như cho mọi người ở bên Campuchia này. Lâu nay thiếu thốn tình cảm của sư phụ, vì Covid sư phụ không sang được, thì thỉnh sư phụ sang đây để chỉ dạy chúng con cũng như hỗ trợ chúng con trên cái ngôi Hoằng Pháp này được sớm hoàn thành. Vậy thì sư phụ đã hoan hỷ, thì hôm nay sư phụ đã sang tận đến Campuchia này. Vậy thì bây giờ chúng con xin tri ân công đức của sư phụ đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào đây để mà xây dựng ngôi Tam Bảo này. Cùng đồng thời quý Phật tử mười phương cũng đã đóng góp. Thì xin mời quý Phật tử cùng đồng hành với sư phụ cũng như chúng tôi để tiếp tục trong thời gian tới để mà cho cái ngôi chùa Hồng Pháp sớm được hoàn thành, để đi có được cái ngôi chánh điện cho Phật tử tu học yên ổn. Vậy bây giờ xin mời quý Phật tử cùng với sư phụ và chúng tôi đi các cái hạng mục đang xây dựng. Nam mô A Di Phật, con thỉnh sư phụ. Đi cái chỗ này để xem cái con đang mua gỗ để phơi. Cái gỗ muốn
muốn làm cho nó tốt để sau này nó cái cửa nó đẹp thì mình phải phơi gỗ cho nó khô, xong bắt đầu mình làm cửa thì cái cửa sau này nó bền chắc mà nó đẹp, nó không có bị co lại nó xấu. Thì bây giờ đây là những cái gỗ để mà làm chỉ của cái cửa, còn đây là những cái chám của cái bên trên phía trên, còn cái chỗ thầy Tâm Hóa đang đứng đó là cái cửa chánh điện trước đó, cái đó bằng gỗ hương đó. Rồi gỗ hương đó là gỗ hương, nó giá trị của nó gấp đôi cái căm xe, cái giá tiền nó rất là cao, nhưng mà nó đẹp thì thôi bây giờ mình làm cái chánh điện, cái cửa chính mình làm cho nó tốt để sau này đời đời mãi về sau. Đây là sau này là cái chám của cái cửa chánh điện. Đây cũng là cái cửa chánh điện đây mà cái bằng gỗ hương đây. Cái gỗ hương này nó có mùi rất là thơm. Đó, có mùi rất là thơm và đồng thời nó rất là bền chắc. Đó, sư phụ con xin sư phụ đi hướng này để vào tham quan cái cùng với quý Phật tử vào tham quan cái ngôi chánh điện của mình đang vào hoàn thiện. Thì đây là những cái bậc thang sau này sẽ làm đá hoa cương. Đó, và hai bên mình sẽ làm một cái bức phù điêu. Đó, bên đây vào bên đây thì cũng đang chờ lại chưa dám sơn thì để làm hai bên là cái bức phù điêu, và đồng thời thì ở trên này mình đang làm cửa, thì cửa đang vừa làm vừa phơi cho nó khô. Đó. Cửa gỗ này, thỉnh sư phụ đi lên trên. Bên trong này thì mình sẽ có mấy cái cột, mình sẽ đắp mấy cái đầu bông sen, bông hoa sen, và đồng thời mình trên ở đầu đắp trên này là bà sư phụ. Ngay cái đầu bông sen, và cái cột thì mình sẽ sơn giả thạch. Mình làm giống như thạch vậy đó. Rồi chỗ đây là cái bức tượng đúc bằng xi măng cốt thép, đúc trực tiếp. Đó, cái này là cái làm như thế này là có thể để đời này sang đời khác, nó bền chắc. Và bức tượng mong rằng các chú thợ sẽ làm để cho cái bức tượng có trí đức và có lòng từ bi đối với mọi người khi lạy Phật đều được hoan hỷ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thỉnh sư phụ. Còn cái phần bên đằng sau thì cũng đang sơn. Đó, đang sơn. Cũng đang thợ đang sơn. Đó. Đây đang đang sơn. Chuẩn bị đang sơn. Thỉnh sư phụ qua bên cái công trình bên trường học. Thỉnh sư phụ đi nói này luôn. Đang chọn hồ để làm cái tượng được chú không nghe rồi. Bạch sư phụ, đây thì đây là chúng ta nhìn từ bên hông chánh điện, mình nhìn qua bên đây thì đây là cái bên hông chánh điện. Thì cái chánh điện này cũng lấy cái mẫu của chùa Hồng Pháp tại Việt Nam cũng là đưa sang đây. Đó, cái mẫu này rất là đẹp mà cũng giống như chùa Hồng Pháp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên đây. Bên đây là cái sư phụ cho xây cái trường học với cái mục đích để sau này tất cả con em chúng ta đều được học hành. Chứ qua mấy lần sư phụ đi làm từ thiện đó thì thấy con em bị không thất học nhiều quá. Cho nên bây giờ không có cái gì bằng cái học. Có cái học thì sau này mới có cuộc sống yên vui và hạnh phúc. Cho nên bây giờ chính vì tâm tư đó cho nên sư phụ đã dồn hết tâm huyết vào để xây dựng một cái ngôi trường học. Chỉ đạo của sư phụ là làm từ thiện, dạy học miễn phí
mình sẽ dạy tiếng Việt, tiếng tiếng Campuchia và tiếng Anh. À, có thể là dạy thêm, dạy nghề cho người ta. Thì đây sư phụ chỉ đạo là bên đây là xây cái dãy nhà giáo viên để cho các cô giáo, thầy giáo dạy, nếu mà nhà xa thì ở tại đây. À, mấy cái phòng ở đó, trên, phòng nghỉ. Mấy phòng nghỉ của giáo viên. Còn bên dưới là họp. Sau khi mà dạy xong các thầy cô đi qua đây là uống nước nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để đồng thời họp giao ban. Còn đây là bên đây là cái cầu thang đi lên cái bên trường học bên đây, cũng như cho giáo viên đi cũng như học sinh đi cũng được. Là trên này là 5 phòng, bên dưới 5 phòng, tổng cộng là 10 phòng học. Mỗi phòng học thì có diện tích là 8 mét. Đi vào trong cái phòng. Không mới đi lên trên, đi trên trên trụ trên nó sạch sẽ hơn. Ở trong này còn đang để đồ. Hay đi thôi, đi lên trên. Đây bây giờ đi, hay đi từ cầu thang bên kia qua bên đây. Đây dạ. Thì đây là cái khu dãy nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh dành cho cái bên trường học này, cho các em và bên đấy là một dãy nữ đều đi phía sau, còn nam mà đi phía trước, nó phân biệt ra nhau. Đó là bên đó là nữ, đó, bên đây là nam. Thì hiện tại cũng đang làm gần xong rồi, nói chung là dán gạch xong rồi, còn có lắp mấy cái tiểu nam chỗ nữa là xong, sơn phết. Dạ, cái này là gọi là tiểu nam, thì có một cái bức vách, bức ngăn đây. Có bức ngăn đây, cái chỗ này là cái chỗ rửa tay. Cái chỗ rửa tay cho khi đi vệ sinh xong mình rửa tay. Đó. Đây là này là dành cho bên nữ. Khu vệ sinh nữ này. Đó. Cũng là gồm có 9 phòng, bên đây dưới 9, bên trên 9, cái dãy nữ là gồm có 9 phòng, thì cũng đang bắt, còn cái vòi nữa, chưa có bắt cái vòi nữa. Thì cái đi vệ sinh xong rồi mình ra đây mình rửa tay. Nói chung cái bố trí cái nhà vệ sinh này là có cái cửa nó thông thoáng gió ngả này và gió ngả kia để cho nó không có bị ngộp, nó rất là thông thoáng. Rồi bây giờ xin quý Phật tử đi tiếp tục đi lên trên lầu, trên cái dãy phòng học trên lầu. Đi cái cầu thang, sư phụ đi lên cầu thang. Đây cái cầu thang làm cũng rộng để cho các em đi thoải mái. Nhưng mà bây giờ còn kinh phí làm cái tay vịn nữa. Dạ. Inox hay là bằng gỗ? Dạ, con tính làm bằng inox loại dày cho nó tốt, cho nó chắc chắn. Còn bằng gỗ thì nó cũng tốt mà sợ kinh phí nó hơi nhiều, cái tiền công, cái kinh phí nó hơi nhiều thì thôi mình làm. Thì đây là cũng nó làm mà nó không có, chưa có chét ron nè, đã không mới ấy đấy, sư phụ mới thêm vô tại hôm trước đục cái đó. Có thể là hai thầy một phòng cũng được, kê mấy cái chỗ, cái đơn nghỉ, mấy cái chỗ để cho quý thầy nghỉ, quý thầy cô. Thì quý cô giáo có trong đó có nhà vệ sinh riêng tại chỗ, thì cho ví dụ như có thể hai thầy, ba thầy giáo viên đó, là nghỉ một cái phòng này cũng được, tại vì mình nó dài, nó rộng. Tổng cộng là được 3 phòng, ba phòng cho giáo viên ở. 3 phòng này thì mỗi phòng có thể ở 2-3 người cũng được, rất là rộng và rất là mát. Rồi thỉnh sư phụ và quý Phật tử đứng. Mình đứng đây mình nhìn qua bên chánh điện. Ở đây là bên rồi, bên đây là bên trường học đây. Đấy, các em học, mai mốt các em được về đây học. Thì nếu có điều kiện nữa thì mình sẽ cho các em nghỉ tại chùa, rồi mình trong mấy tháng, ví dụ các em nghỉ hè đó,
thì có thể là ở tại chùa để anh học. Xa cho ở lại lưu trú anh học. Lưu trú anh học tại chỗ này luôn. Mà vừa dạy tiếng mà vừa dạy đạo luôn. Rồi đó, thẳng cái đó là cái cổng, sau này sẽ làm một cái cổng trường học đi ra mé bên đây. À, có thể khi nào cần, còn không có thì mình đi qua cổng bên chùa cũng được. Đó. Đi vô đây nữa. Qua đây. Đấy, qua bên đây. Phòng này. Phòng này chắc được. Qua phòng bên kia đi, phòng bên đây. Đây. Đây mỗi phòng là có diện tích đây, chiều này là 7,5 m, còn chiều này là 10 m. Đó. Bài này 10 m, bài này 7,5 m, rất là rộng, có thể là được 30 đến 40 em một phòng. Nhưng mà bây giờ thì cái bàn ghế cho các em học với cái bảng biết là chưa có gì hết. Cái này là chưa có gì hết. Đấy, ví dụ như cái bảng này mai mốt treo ở đây. À, rồi cô giáo đứng đây rồi các em ngồi học sinh thì bắt đầu ngồi từ đây ra đó. Thì tương lai như vậy là thấy các em có cái nơi về để mà học cũng như là tu. Đó, cho nên các bậc phụ huynh rất là yên tâm. Đó, đằng sau, quay đằng sau tí đi. Đằng sau cái cửa sổ, đó. Cái đất của đằng sau của mình cũng còn. Cái đất của chùa đây cũng còn được gần 2 mét. Đây là để cái bên dưới này. Còn bên trên là để cho nó, đây phía nhà dân đây, cái dân đằng sau đây. Đó. Còn cái chỗ này đất của mình vẫn còn, sau này không có, sau này vẫn có cái không gian để cho gió thổi vào để cho nó mát khi các em học sinh ở đây thoáng mát. A Di Đà Phật. Rồi có cái hành lang đằng trước để cho các em đi lại cũng giống như là ra đây nghỉ ngơi, khi học bài xong rồi đi ra đây nghỉ ngơi. Khi đứng đây thì nhìn qua bên chánh điện đó, thì có cách qua một cái tạm thời là một cái vườn cây ăn trái. Vườn cây ăn trái thì hiện nay cũng đang trồng rất là nhiều cái loại cây ăn trái, như ổi, rồi mít, rồi xoài. Sau này nếu mà có điều kiện đó thì mình nên cải tạo này thành một cái sân vườn, sân vườn cho thật đẹp để cho các em mỗi một ngày nó học đó, nó ra đây nó được ngắm nhìn này, nó thoải mái, cả các thầy cô giáo cũng vậy, nhìn được cái sân vườn đó. Còn được cái sân vườn này là tốt lắm rồi. Thì tương lai mà khi mà làm cái chánh điện cũng như cái trường học này xong thì bắt đầu là quay ra lại làm cái sân và đồng thời cái cổng cũng như làm các cái mô hình để cho các em có cái chỗ khi học xong thì nghỉ ngơi, cũng như các Phật tử đến tham quan có chỗ chụp hình cũng như ngồi nghỉ ngơi để tham quan vắng cảnh. Thì tương lai cũng là theo sự chỉ đạo của sư phụ thì cũng cố gắng hết sức để làm cho nó ngôi chùa nó được khang trang, nó được đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Con nhà mướn bên đây nè. Qua đây lâu chưa? Hôm qua đây con mới thành đẻ thân nghi. Ủa, sinh đẻ ở đây hả? Mẹ biết cha gì? Thầy đã biết 2 tiếng luôn. Dạ dạ. Mẹ cam chi phật. Đang nghe nhạc nè. Dạ dạ. Hay quá. Nghe nhạc. Đây. Đây là cái cầu thang đi lên đi xuống. Cái cầu thang làm nó rộng vậy đó, nó đi lên đi xuống nó thoải mái. Nhưng mà còn thiếu cái ấy nữa, kinh phí bây giờ còn làm cái tay vịn nữa. Thì cũng mong quý Phật tử mười phương chung tay với sư phụ để mà cho sớm được cái hoàn thành cái công trình trường học cũng như chánh điện, để có chỗ tu tập. Dạ, A Di Đà Phật, bây giờ thỉnh sư phụ đi qua bên cái giảng đường hàng tháng có các khóa tu. Cứ và các buổi lễ lớn, các những cái năm trước thì sư phụ yêu ái đi sang đây để dự những cái lễ Vu Lan, Phật đản và lễ Phật thành đạo.
cái đất của mình ở đây là đỏ nhiều lắm rồi đó. Ngày xưa cái hàng rào này nó cao tới 2 mét này. À, mà bây giờ đỏ, bây giờ đỏ còn có 1 mét này. Mà con làm thêm một cái, nối thêm lên 1 mét 4 nữa. Chứ ngày xưa là nguyên cái hàng rào không là nó cao tận trên đó mà đỏ đất. Mấy trăm xe, có khi mấy ngàn xe đây này, nó mới được như này. Cho nên bây giờ... Đó, còn cái tránh điện của mình cũng đã phòng trừ làm cao lên rồi. Cái đất ở đây bây giờ nếu mà mua đó thì giá cả như thế nào? A Di Đà Phật, bà Sư Phụ, cái giá cả ở đây bây giờ thì theo như những cái người bên ngoài người ta mua nhà để ở đó thì người ta báo cho mình biết đó là từ 400 đô cho đến 500 đô trên 1 mét vuông. Đó là cái mặt cửa chùa của mình đó. Còn đi vào trong hẻm này thì nó khoảng cũng dao động từ 300 đến 400. Nó cũng tùy theo đất đẹp hay đất. Còn lui mãi vào trong kia, sâu vào trong kia thì cũng phải 300 đô một mét vuông. Thì giá hiện tại bây giờ. Đây dạ, đây đất là của mình đây là được khoảng 12.000 mét vuông. Dạ, đây là 12.000 mét vuông nhưng mình có mua cái khúc đằng sau được cả 400 mét vuông nữa. Thì đây là cái giảng đường mà quý Phật tử hàng tháng về đây tu một ngày. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì nó bị nước ngập cho nên phải nâng cái nền lên để cho nó cao cho nó khỏi ngập. Thì hiện nay đang nâng cái nền lên. Đó, nâng cái nền lên cũng 6 tấc. Đó, thì sau này nó không còn ngập nữa. Thì bây giờ trong thời gian đang nâng cái nền lên thì nó còn hơi bề bộn. Đó, hơn đổ vào đây 100 xe cát. Đó. Đó, các buổi lễ lớn này tổ chức ở đây. Bây giờ sau này mà mình có tổ chức hoa đăng thì cũng vô đây. Đó. Không cần ra ngoài trời. Dạ, vâng. Bởi vì nó đây nó rộng, nó cao đó, mình ngồi nó không sợ mưa nắng. Dạ. Không mát. Còn ngồi ở ngoài trời là có khi bị mưa. Dạ. Còn ở trong này thì như vậy là ổn định. Cái giảng đường này có thể là được 1.000 người. À, rất là rộng, 1.000 người. Nếu mà có thể mà đông hơn nữa thì mình đứng nuôi ra phía bên cái sân này cũng được. À, được mấy trăm người nữa hoặc là có thể là 500 người nữa cũng được. À, rất là rộng. Rồi bây giờ mời quý Phật tử đi vào đây tham quan thêm cái chỗ bên nhà mình mua đất thêm để mình xây dựng cái chỗ cho chư tăng, cho mỗi khi có chư tăng đến để mà có chỗ nghỉ ngơi tu học cũng như làm Phật sự. Đi qua cổng. Mấy chú đang lót ra. Cái khu này là cái chánh điện tạm mà trong mấy năm vừa qua là vẫn tụng kinh. Đi gần đây không? Dạ, dạ. Dạ con bên kia con xin thầy chút xíu nó làm cho con quy y được thầy. Quy y hả? Dạ, muốn quy y tam bảo thầy cũng 2 năm trước mà con lỡ cái duyên đó. Tới giờ luôn cũng đợi tới giờ. Dạ. Trời tí ngồi uống nước đi ha. Đây là mình mua thêm được cái miếng đất này. Mua thêm miếng cái đất này thì hiện tại mình đang xây dựng cũng gần xong rồi. Đó, còn cái cầu thang, cái khu này là cái khu phòng khách tăng để họp hội, họp khu để coi như là cái khu tăng xá đó. Khu tăng xá mà cái bên dưới là cái chỗ để chư tăng họp cũng giống như chư tăng nghỉ ngơi. Còn các cái phòng bên trên là chư tăng và chư ni đang nghỉ lại, ví dụ như đi Phật sự rồi về đây làm Phật sự rồi nghỉ lại. Đó. Bên đằng sau của mình là nó có cái con đường mình có thể mình đi ra ngoài cái con đường đó được. Đó. À, bên hông đó. Dạ, bên hông đằng sau nó có con đường rất là rộng, xe đi rất là thoải mái. Thì cái chỗ này cũng thoáng mát.
Đó, thì bây giờ tạm thời thỉnh sư phụ nghỉ ngơi ở đây để tu tập cũng như chỉ đạo dạy dỗ chúng con để tu học cũng như làm cái ngôi chùa cho nó được sớm hoàn thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cuối cùng cũng xin sư phụ cũng như quý thầy cùng tất cả quý Phật tử mười phương cũng chung tay với sư phụ để hoàn thiện, sớm hoàn thiện cái chánh điện này cho xong để có chỗ nơi tu tập cho quý Phật tử. Đồng thời thì muốn cái trường học được hoàn thiện để cho các em có chỗ về nơi học tập cũng như sinh hoạt cũng như tu tập. Thì cũng mong thời gian tới đây quý Phật tử đồng hành cùng với sư phụ. Và xin cảm ơn công đức sư phụ cùng tất cả quý Phật tử mười phương. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Phật thăm sư. Atka Wat nưng cứ Atka Wat nơi Hoàng Phát nơi Việt Nam thum lết mùi. Thì quát mau nưng mơ Wat nơi Hoàng Phát nơi Tắc Cà Mau chất Tia Hun Sen. Hơi ngày nưng nhóm cắt tam ni nom quát mau mơ Wat dương một lết. Samachaput. Ở đây hình như cái nắng, nắng dữ lắm. Nắng quá hả? Dạ. Nắng mà nóng rồi, nóng rồi. Dạ, mới mưa xong. Ồ, đúng rồi. Dạ, mới mưa xong. Dạ, nóng rồi. Nắng dạ. Nắng có chút xíu rồi nó. Xa xôi như thế này mình còn phóng xe tới mỗi khi lúc chưa có đường đi đến khó khăn để tự cũng tới đây.
Dạ, đầu tiên là đệ tử cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xong là từ từ giao duyên là các vị làm là ủng hộ liên tiếp cửa kính này đệ tử cũng cúng dường ạ. Và có nghĩa là mình liên tục và cái lúc Covid cũng như không ạ, vẫn thi công vẫn làm mà bầm. Cana sông liên kro ba sọc bay và nhà mô hả. Anh vô à cả. Pha ơi. Ôi dạ. Đây. Dạ. Chùa này gọi là chùa gì? Chùa này gọi là chùa Trầm Ca Bay. Chùa vừa là Phnom Riệp, là chùa Riệp, là núi Riệp. Sư phụ ơi, đi lên chánh điện đi sư phụ ạ. À, rồi lên chánh điện. Cả na chụp việc chùa Lục Rô. Lục Rô, cả na xôm làng lơ tích. Bà. Thế Lục Rô thôm nó tè đấy. Món tàu khe đấy, món tè. Chăng Lục Rô chùi bẹ hào màu tích chết, bán khuya tích. Dạ bà. Đó có thầy chủ trì đó hả? Có. Dạ thầy chủ trì thì đi ra ngoài rồi. Dạ nhưng mà không sao, mình đưa tiền cho khó cũng được. Lên có tiền thôi. Dạ sư phụ nhìn thấy biển, sư phụ đẹp vô cùng. Đây được sư phụ. Dạ thấy biển đấy sư phụ. Dạ biển nhưng mà đi Hạ Long sư phụ núi nhô lên. Dạ sư phụ thấy sao không thấy không phải thế. Dạ tại vì thôi mình thì biết bạn dạ sư phụ nhiều chùa qua dạ kính rồi tay xăm thiết English bơi chỉ song lấy anh dây bàn khác khác có thể anh nói là anh có thể nói tiếng Anh được một chút xíu chút dạ. Xíu dạ. Ngờ, một mỗi người chút xíu thì không không ai nói ai nghe được dạ. Và Malaysia và Myanmar dạ còn Campuchia thì không bằng dạ sư phụ đại diện được rồi. Đây nó đâu có đồ cắm đâu ta. À dạ. Để mà đốt đạn gì? Đạn đấy cái là nang lục rú. Rồi sư phụ khấn xong đứng đưa người ta đứng lên đàn. Màu nâng sông chui sông bà rẻ, xì mong, xì măng, phơ phơ lợi. Nâng ông con rung. Đấy, cái này chung như tờ để anh bạn sống là sau khi chung. À, thúc xa thúc. Chạm nhắc thọt, sông thọt, chú mùi lục rù, chú mùi đầy. Anh ấy xin chụp một bức hình với sư phụ. Sở lấy qua không chụp, để đi theo sư kia. Dạ, quên. Thọt quá, quên.
Cái chỗ mà đệ tử xây dựng. Dạ, ở nơi nó yêu cầu như vậy. Dạ, dạ. Cái lành muối. Thôi đọc về rồi. Nên một lành muối vào. Ba. Cái đứng ra không hết. Bà chôn mà nấy. Lập rô thùm. Đã bà chôn bà man. Ba. Sư phụ chùa này là tuổi của sư phụ là bao nhiêu ạ? 65 hay là Lục Rù 33 tuổi. Thích chân tính riêng phía xa ấy ba. Xem ra bạn đã lình vọt ba, Lục Rù. Nhưng mà nếu như mà mình mà cứng nhắc quá thì khó chứ. Tại vì đây là như vậy, cái khổ vậy à, đệ tử. Dạ. Ba này cho chấm hiệp lia Lục Rù. Quân. Dạ. Thì vậy sư phụ đi là trải nghiệm đấy sư phụ. Goodbye. Thank you tomorrow. Trồng dừa không ha? Dạ. Ồ chú không có đem theo con dao hả? Không ạ. Dao làm gì ạ? Dao chặt dừa. À có chứ, lá nữa. Lá nữa giả ra. Rau dừa đó nó mới được có mấy quả à, con nhỏ mà. Không, ăn được rồi chú cô. Dừa này chú cô. Cái này là mình hàng rào này của mình hay của ta? Mình của mình chú. Làm vậy là chú bọc hết luôn hả? À? Bọc hết khu đất luôn hả? À? Bọc hết rồi nhưng mà núp nó từ mấy năm trời. Ừ. Có chỗ này là chỗ tuyệt vời nhất. Thì cái không khí của nó sạch 100%. Còn nó không được bằng trên tà đùng gì hết thì tà đùng. Ta đồng nó đẹp. Dạ, đồng dưới đằng. Để tự biết rồi. Chỗ đó thì xã có lên thăm giống cái vịnh Hạ Long nổi. Mà là một cái vịnh Hạ Long nổi. Không làm gì được hết. Nhưng mà ngay từ khi mình đến là mấy ông thấy rồi. Thì ông đã để ý. Riêng vậy. Mình sống phải tùy duyên. Dạ. Có gì làm trước thì...
lâu đứng lại. Như như không đi hả? Thôi, đã như không đi thôi. Đứng làm lâu đứng lại, sáng vô chắc là rồi. Mình quay về thôi. Dạ. Vì nếu mà đi mình còn đi xa lắm. Dạ. Mà trời mưa cái rồi lại ướt hết. À, vậy là dạ. Vậy là coi cái dòng đai ha. Dạ. Đây nếu mà thôi. Đi vòng đai tí nữa ha. Thôi dạ. Thôi. Rồi, xíu nó lên đây là mình nhìn được cái cảnh biển. Thấy không? Thấy không? Dạ thấy ạ. À. Còn có thấy biển. Dạ dạ dạ. Là cái đất của chú tới đây cái gì? Dạ vâng, không của mình bọc hết cái núi luôn. Ủa, còn lên tới đó nữa hả? Vâng, dạ. Đất của mình sư phụ phải đi thêm một cây số đó. Ồ, tại vì cũng con đường này mình cứ đi vòng vòng quanh cái đất của đệ tử một cây số đó mới hết ạ. Vậy dạ. Là chú là 3 mẫu hả trên đây hả? Nó là 6 hecta là khai thác được. 3 hecta là thổ hồng. Dạ. Còn nguyên quả núi này là của mình. Tại cái luật của Campuchia mà. Cái luật của Campuchia là mình hết được hết quả núi này. Vì vậy nên là nhà nước đang làm giấy tờ, nhà nước nó bắt mình phải làm giấy tờ là mình phải bảo vệ cái quả núi này. Quả núi này của mình. Coi như là cứ phải giữ nguyên cái hiện trạng này. Dạ phải giữ nguyên hiện trạng, không được khai thác. Còn trước đây là nó vào nó chặt mà đệ tử không làm gì được, bởi vì nó bảo đây là của nhà nước. Nhưng bây giờ nhà nước nó cho mình. Là mình phải giữ giùm. Giữ giùm thôi. Giữ giùm. Dạ. Đây chú ạ. Đây, ra đây ngắm đây mới nhìn thấy biển nè. Đất này. Dạ. Đó, đây. Gì thế giờ? Đó, gì nó. Nhưng mà tại mình gần lại thiếu cũng đã ha. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì trời mưa. Chứ mà trời mà không mưa là nhìn rõ lắm chứ bộ. Tại vì nó sương mù cái này mình không nhìn thấy. Chứ cũng rõ lắm ạ. Nhưng mà trời mưa này thì chịu. Không nhìn thấy nhưng mà vẫn nhìn thấy nước biển. Anh là lọt cái mới biết được chưa? Coi bấm chưa coi là bây giờ quay thôi. Không thấy gì hết. Không thấy hình. Không có làm gì đến kia. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng có làm. Dạ, không có làm gì hết. Mình ở dưới này mình. Cho nó nguyên sinh, nguyên sinh. Chứ mà mình làm bây giờ mình cứ làm sao nổi. Dạ. Đúng không? Cũng có trồng cái gì mà nó sống được nhưng mà nó ở trên đá không? Vâng, và dưới này có cái đất có đá mình trồng được cây hương. Cái này không làm nổi gì, nổi cái dạ. Chỗ của mình đấy nè. Dạ. Mà phát cái cỏ không là chết rồi đó. Dạ vâng. Dạ. Đây cũng tuyệt vời luôn đó. Dạ. Khí hậu quá tốt. Dạ. Khỉ chứ phục khỉ hả? Vâng, toàn một hai con khỉ. Nó cũng khỉ phá dữ lắm. Vâng, nhưng mà nó không xuống nhà mình, nó chỉ nằm ở trên núi thôi. Vâng, nó sợ lắm không xuống nhà mình. Rồi có một hai con dê núi chứ phục. Một hai con dê núi nó có vậy thôi là hết. Vâng, dạ. Đường đi cũng ngon lành ha, đẹp ha. Sư phụ mà chơi sư phụ. Dạ. Mà chưa? Hơi. Chị phụ đi thêm dòng xíu là kia đấy chị phụ ha. Dạ. Đi chừng 300 mét thôi. Ở trong đất chú có cây xoài nào? Quá nhiều chưa? Nhiều để lắm. Đây là có trái hả phụ? Bùng ngót. Đấy bùng ngót. Dạ, nó bùng ngót. Ở đây dạ. cứ đi ra vườn này là hái. Dạ, chị phụ. Vâng. Rau đi chợ đâu? Dạ, vâng. Rau rất may quá trời nè. Dạ. Không hết nữa. Dạ. Thưa sư phụ rau lang để thử trồng rất nhiều sư phụ, ăn ngọt cũng rất ngọt đấy sư phụ. Đây rau lang, không một cây rau lang. Mấy con này con gọi là gì? À gà tô sư phụ. Gà tô hả? Dạ, gà tô hoặc là gà lôi. Gà lôi dạ. Gà lôi, gà tô gì. Nhìn nó hay quá ha. Dạ. Nó có cái cổ có chút xíu à. Dạ vâng. Nhỏ xíu. Cái thân của nó thì to đùng ha. Dạ. Đầu cái cổ có chút xíu. Bằng đấy là 3 kg 4 kg rồi sư phụ. Thế hả? Dạ. Nó đẻ một lần 100 trứng sư phụ. Ồ vú ơi. Dạ vâng. Ở đây mấy ông cái ông này chắc ông ăn tha hồ ăn trứng hả? Vâng, tha hồ ăn trứng sư phụ. Thì gà không bán mà con nào già thì chết thôi sư phụ. Ông đấy cũng không ăn mấy á. Cũng chỉ ăn trứng thôi. Ăn trứng không bỏ dạ. Rồi. Dạ. Thế mời sư phụ đi. Mình về đây chắc ăn trứng luôn. Vâng. Trứng gà. Sư phụ ở đằng này là sầu riêng, các cây ăn chạm. Kia là dưa bọc. Cây này là cây quả cà nấu canh chua của người trên cây kia. Cây cà sáo á, cà sáo, rau này giống rau rau răm ta. Đó
Nói kìa. Cái chỗ này cỏ nó lại không, nó cỏ đằng kia ha, cỏ đằng kia lớn. Cỏ đằng kia là mình không cắt, cỏ này cắt liên tục sư phụ. Cỏ lớn kìa. Ở đây đây ra hái thử coi. Dạ ăn thử coi có được không? Dạ. Có ngon không biết. Chắc ăn được sư phụ. Đó. Đây nè, có quả. Hai hai trái nó cũng dạ, cũng vàng luôn á. Ô kiếm, kiếm. Giật ra luôn. Ồ kiếm. Kiếm nhiều lắm ấy sư phụ. Kiếm. Hai trái luôn ha. Cái này luôn cũng được. Dạ là nó chín quá là nó bị sâu ấy sư phụ, nó phải ưa thì mới ăn được. Đây. Đây rồi. 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 Chín quá. Cái nào chín mềm là nó có giòi. Sư phụ cái này là rau nó vuốt các loại rau kia đó. Là nó cái gì đó. Lấy đó. Lá đấy bạn. Cái xà lách bạn. Campuchia kêu xà lách bạn. Ủa đây. Của mình là nó đậu biếc cái gì? Dạ. Biếc cái màu tím. Cái này nó màu trắng. Đấy, cái đất bên kia làm sao? Đất của mình hết, của mình nó tới đâu? À, lên đi hết quả núi đây, của mình hết hai quả núi luôn. Hai quả núi luôn. Đó, hết hai quả núi luôn, hai quả núi nó như là hai cái bàn tay ôm này, sư phụ. Là của mình hết á. Cái sầu riêng, sư phụ. Sầu riêng này là những cái cây này là chuẩn bị có cho trái, sư phụ. Vâng, những cây này là sang năm có trái, sư phụ. Đấy, cũng trồng cây hết rồi. Đấy, còn đây, sư phụ cẩn thận mấy cái dây mắc vào. Mít là mít không hạt đấy sư phụ. Và tháng năm cũng cho trái. Đây mình có bán được không? Bán được sư phụ, mít thì bán được. Ở đây người ta cũng hay ăn mít. Xung quanh đây là dạ, của mình hết ạ. Đây như kiểu một cái bảo vệ như hai bàn tay ôm mà sư phụ. Nếu mà nhìn trên xuống như thế này. Vâng, đáy núi là như thế này. Dạ. Của mình hết. Kèm hai bên mình đứng giữa, đúng không? Dạ vâng. Dạ. Chỗ này bằng được sư phụ. Chỗ này nó cao cao. Dạ. Cao cao nó dạ. Chỗ này thì cũng đẹp rồi nè. Dạ. Đây sư phụ. Đây sư phụ nếu mà sư phụ mà vào trong này sư phụ tham khảo cho em. Trong này nó cũng đẹp. Cái này cây hương đã, dạ. Cây này giờ là tiệt chủng ấy. Vâng, nó đang bị tiệt chủng. Ra bây giờ mình trồng. Trồng dạ, để cứu lại. Không để nó tiệt chủng được. Cái nó nóng là có nóng gì? Không không ạ, lúc nào cũng mát mát như thế này sư phụ. Vâng, mát là tuyệt vời. loại rau này là một loại thuốc. Đây loại thuốc là số 1. Đó thuốc dạ, nếu mà nấu canh hay luộc mình ăn đấy là nó lại thuốc số 1. Dao nhìn giống nãy vậy. Nó là một cái lắc bạc. Mà gọi là cái gì? Ở đây gọi là lắc bạc. Cái lắc bạc. Cái lạc tiên cái gì không biết. Cây cốc. Cây cốc kìa. Là cây cốc. Có trái luôn. Trái thì có cái trái chín rồi đó. Có trái chín rồi. Để từ xuống. Hái một vài trái chín con nhỏ đấy, mà như trái này nguyên dầm bự trong đó đây như trái này gần chín rồi đó. Nhưng mà chả có ai ăn, nó chua lắm. Chả có ai ăn, chua không ai ăn. Cầm đi thử sư phụ đệ tử có điện xuống là sư phụ xuống chơi thì đi vòng quanh con đường nhưng mà sợ sư phụ đi quen đường nó xa sư phụ mệt thì tối nay sư phụ ngủ không được. Mệt quá ngủ không được sư phụ. Không dám cho sư phụ đi đấy. Sư phụ đi một vòng hết hơn một cây số sư phụ. Ồ. Cái me kìa má. Cái này đủ chua rồi. Cái nhà này nhà gì? Nhà này là đệ tử để lấy nước mưa và nuôi gà sư phụ. Dạ vâng đấy thì đệ tử nếu mà một trận mưa là đệ tử được một bình bùng nước 20 khối sư phụ. Một trận mưa ta đủ 20 khối đó. Ở đây mình xài nước đó không? Có giếng nữa. Mùa nắng mình có cái giếng mà ở dưới lòng đá. Có miếng này được 20 khối rồi hả? Đấy, có miếng này thôi. Trận mưa là cái chỗ xanh bao đó là để gà. Ê vâng, lại nuôi gà. Để nuôi gà thì là lo dư dơ. Gà lôi rồi gà ta cũng 70 con. Cũng 70 con gà đang đây. Cái sư phụ này là cái rừng này là trồng trước này, trồng được 2 năm rồi. Nên nó có lá cây tốt nhưng mà hôm nay là mùa lá rụng. Đang thường. Còn đợi tới sư phụ tới cách đây được khoảng 1 tháng thì nó kín hết. Nó mới rụng lá. Nó tốt rồi hả? Nó tốt, nó kín hết.
còn đây nó mới rụng lá. Cái cây này ở, cái này giáng hương đó. Dạ giáng hương. Dạ sư phụ, kiến sư phụ. Giáng hương. Dạ nó là giáng hương sư phụ. Cái này sao nó giống. Dạ vâng, đúng rồi. Không nhỏ đâu. Dạ. Cây này nó là gỗ quý ạ, nó là gỗ quý. Nó ma. Cái gì chết cũng không đem theo cái gì. Nếu chúng ta không hiểu được điều này cho thật kỹ, thật rõ thì mình cứ tham đắm những cái gì trên thế gian này. Đức Phật dạy là ta còn không có, huống chi là những cái của ta. Ta còn không có nghĩa là thân mình nó cũng là đất nước gió lửa, cũng cát bụi, trở về cát bụi. Thì vợ mình, chồng mình, con mình, của mình, đủ thứ, những thứ đó có phải của mình không? Không, nó là giả, nó chỉ là tạm thôi chứ không phải là thật. Nếu mà chết mà mình đem được những cái đó đi ấy, thì đó là thật đó. Nhưng mà có một thứ đem được cái gì? Phước. Cái gì nữa? Tội. Hay nói chung là cái nghiệp đó. Nói chung là cái nghiệp theo cái từ của Phật giáo. Còn nếu mà nói thông thường thì chết đem theo cái tội với cái phước. Mình làm tội thì đem theo tội, làm phước thì đem theo phước. Chứ quý vị thấy không, tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này mình bỏ hết, chả ai đem theo cái gì. Vậy mà khi sống chúng ta tranh giành hơn thua, đấu đá, rồi hãm hại nhau, có thể giết nhau để mà vì danh, vì lợi, vì tiền, vì sắc đẹp, vì này, vì kia. Nhưng mà rốt cuộc rồi khi nhắm mắt chúng ta bỏ hết. Mà con cái đem theo được thì chúng ta lại không chịu đầu tư. Đó là cái nghiệp đó. Cái nghiệp là cái mà chúng ta đem theo đi được mà mình không chịu đầu tư. Mình cứ đầu tư những cái chuyện mà không đem theo được không. Cả đời mình cứ đầu tư vào cái đó. Thí dụ như quý vị một tháng 30 ngày nói là đi chùa tu ngày. Thôi bận lắm mẹ ơi, bận lắm. 30 ngày mà đi chùa có ngày kêu bận. Mà 30 ngày đó mình đầu tư 29 ngày cho tất cả cái chuyện tiền bạc, vợ, chồng, con cái, tài sản đủ thứ hết. Mà một ngày mình bỏ ra để mình tu, để tạo cái công đức phước báo, để sau khi mình từ giả có đời đem thì mình không chịu đầu tư. Mà mình đầu tư 30 ngày cho những thứ mình không đem đi được, đúng không? Đó cái gì giờ cứ ngồi suy nghĩ coi, ai đem được cái gì đâu? Không ai đem được cái gì hết đâu. Thế mà mình cả đời đầu tư vào đó, mình không biết đầu tư cho những cái cần thiết. Đại tử chúng con tên là Đại tử chúng con tên là Xin suốt đời quy y Phật. Xin suốt đời quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Pháp. Quy y Tăng. Quy y Tăng. Đại tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi. Đại tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi. Quy y Pháp rồi. Quy y Pháp rồi. Quy y Tăng rồi. Quy y Tăng rồi.
quy y Phật rồi, quy y Phật rồi, khỏi đọa vào địa ngục, khỏi đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi, quy y Pháp rồi, khỏi đọa vào ngạ quỷ, khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi, quy y Tăng rồi, khỏi đọa vào bàn sinh, khỏi đọa vào bàn sinh. Thầy lát đó thầy sẽ đưa cái bài học của Phật tử, ai mà chưa không không quên mấy cái đó đó thì nhờ về coi trong đó có nói hết. Thì có gì mai mốt mà có quên thì nhớ lật ra coi. Dạ. Bữa nay là trời gì đây bà con, đi trời mấy bữa không chỉ mưa là nóng dữ dội. Rồi thôi chúc sức khỏe nha. Cứ đi bình thường thôi, thấp thẳng vậy trời. Đúng rồi. Đúng rồi. 18 á. Cái Covid 19 20-21 luôn. Bà mở cấp rồi, rồi nha, rồi rồi.